Chương trình ngày mới kính chào quý vị, hy vọng quý vị đã có những ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần thật vui vẻ thoải mái để hôm nay tràn đầy năng lượng và sự hứng khởi cho một tuần làm việc mới. Bây giờ mời quý vị cùng bắt đầu hành trình ấy với chúng tôi. Thưa quý vị, ngành xuất khẩu gỗ Việt Nam dù được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam vẫn đề cao cảnh giác do lo ngại rủi ro về tình trạng gian lận xuất xứ gỗ để xuất khẩu sang Mỹ. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong Gõ Cửa sáng nay. Câu chuyện về ai thế nào vì sao hôm nay giới thiệu đến quý vị một kỹ sư khoan và sửa giếng tài ba của liên doanh Việt-Nga Vietsopetro, người đã có 6 sáng kiến mang lại hàng triệu đô la Mỹ cho đơn vị. Trong phần cuối chương trình hôm nay sẽ là những chia sẻ hữu ích về những trường hợp cần lưu ý khi làm thẻ căn cước công dân. Còn bây giờ mời quý vị cùng điểm lại những thông tin diễn ra trong 24 giờ qua. Hơn 140.000 văn bản nhận và gửi qua trục liên thông văn bản quốc gia. Gần 67.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm nay. Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp tỉnh Jeollanang, Hàn Quốc khảo sát các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Bà Rịa Vũng Tàu. Các doanh nghiệp sản xuất gỗ còn xem nhẹ công tác an toàn vệ sinh lao động. Những thông tin trong nước sẽ được chúng tôi chuyển tải đầu tiên trong vòng quay 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, kể từ khi khai trương trục liên thông văn bản quốc gia tới cuối tháng 5 vừa qua, đã có hơn 140.000 văn bản được gửi và nhận qua trục liên thông này. Đánh giá sơ bộ cho thấy việc gửi nhận văn bản điện tử mang lại rất nhiều tiện ích. Đã có 36.327 văn bản gửi và 105.325 văn bản nhận qua trục liên thông văn bản quốc gia. Đối với việc triển khai chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cung cấp trên 150.000 chứng thư số cho các bộ ngành địa phương, cấp 96 trên 154 chữ ký số cho lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và 118 trên 262 chữ ký số cho lãnh đạo các địa phương. Mặc dù còn gặp một số khó khăn, nhưng đến nay, 100% bộ ngành địa phương đã kết nối, liên thông và gửi nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia. Đây là cơ sở bước đầu để tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, bộ trưởng không ngồi phòng làm việc cũng ký được giấy tờ. Hiệu quả cải cách cũng đã rõ khi giúp tiết kiệm được hơn 1.200 tỷ đồng một năm từ công việc này. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ 6 tháng đầu năm đã có gần 67.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4% và có 21.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, còn có 21.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay lên gần 88.600 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm nay là 649.000 người, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 6 tháng đầu năm nay là 21.100 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 21.800, trong đó có 11.000 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018. Nối tiếp vòng quay là những tin tức thời sự trong tỉnh. Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Ngoại vụ đã có buổi làm việc với đoàn công tác Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp tỉnh Jeollanang, Hàn Quốc đang có chuyến thăm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đi khảo sát thực tế tại các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp tỉnh Jeollanang, Hàn Quốc đã khảo sát thực tế một số mô hình doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như Green Farm, Udet Eco Farm tại huyện Châu Đức, vườn nhãn của ông Nguyễn Duy Thanh, huyện Đất Đỏ. Đoàn đã đánh giá cao sự năng động của các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, đoàn mong muốn sẽ có cơ hội hợp tác với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhất là trồng trọt các loại cây nhiệt đới, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Đại diện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng bày tỏ hy vọng việc hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và tỉnh sẽ phát triển để các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có thể xuất khẩu đến nhiều nước. Thưa quý vị, lĩnh vực sản xuất gỗ luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bởi quá trình sản xuất phát sinh nhiều bụi, tiếng ồn và hóa chất độc hại. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động, dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động đã xảy ra.
Trước tình trạng này, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã phát động chiến dịch thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ. Hưởng ứng chiến dịch này, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thành lập đoàn thanh tra tại 8 doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra cho thấy phần lớn các doanh nghiệp này xem nhẹ công tác an toàn vệ sinh lao động. Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Phương Nam, đoàn công tác Sở Lao động Thương binh và Xã hội ghi nhận công ty có nhiều sai phạm. Xưởng sản xuất của công ty có quy mô khá lớn, các dấu vết của hoạt động sản xuất vẫn còn mới, thế nhưng khi đoàn đến kiểm tra lại không có công nhân làm việc. Lãnh đạo công ty này cho biết công ty chỉ có 3 lao động, thế nhưng cả 3 đều không phải là lao động trực tiếp sản xuất. Các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đều chưa được kiểm định. Hầu hết các quy định về an toàn vệ sinh lao động như cấp phát phương tiện bảo hộ lao động, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, công ty cũng chưa thực hiện. Những vi phạm trên đã được đoàn lập biên bản và yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Phương Nam khẩn trương khắc phục. Ở cái xưởng mình thì trước giờ là kinh doanh dịch vụ, nhưng mà mình thấy cái trào lưu bán và gia công gỗ thì mình có sắm thêm một ít thiết bị máy móc để mình làm gia công trực tiếp cho khách. Thì có những cái nhiều cái, có vài ba thứ chưa được đảm bảo về an toàn như dây điện các thứ đó, thì bên đoàn cũng có chỉ, thì công ty sẽ khắc phục. Doanh nghiệp tư nhân nội thất Thiên Minh hiện có 16 lao động. Quá trình thanh tra, đoàn ghi nhận công ty đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, cấp phát phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. Tuy nhiên, công ty chưa phân loại lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Chưa tổ chức quan trắc môi trường lao động, chưa tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Tại khu vực nhà xưởng vẫn còn tình trạng người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, khu vực sản xuất không đặt bảng cảnh báo chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy thiết bị nơi làm việc. Hệ thống dây dẫn điện trong khu vực nhà xưởng chưa đảm bảo an toàn. Ý thức tự đảm bảo an toàn lao động của công nhân cũng chưa cao. Tại vì đeo kính thì nhiều khi nó nhìn không rõ này nọ đó. Thực tế thì những kiến nghị của đoàn mình cũng đã ghi nhận và mình cảm thấy là một doanh nghiệp nhỏ như mình thì công nhân nó cũng không có nhiều và những cái người công nhân á thì thật sự là họ sử dụng cái máy đó họ thành thục rồi, nên mà để mà dán một cái tờ giấy để mà lên cái máy đó để hàng ngày họ nhìn thì mình thấy nó không cần thiết. Còn vấn đề kính bảo hộ thì thực tế ban đầu là doanh nghiệp mình cũng trang bị, nhưng quá trình sản xuất trực tiếp trên máy thì người công nhân họ cũng ý kiến là thứ nhất là họ nóng cái mắt, thứ hai là bụi bám nó mờ, thứ ba là mồ hôi họ nhiễu vào, thì cái công đoạn để mà gỡ cái mắt kính để lau cho sáng rồi họ lại tiếp tục sản xuất thì là rất là vướng. Theo đánh giá của thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đều chưa nhận thức đúng đắn, chưa đầu tư đúng mức cho công tác an toàn vệ sinh lao động. Nhiều doanh nghiệp trốn tránh và tìm cách đối phó với đoàn kiểm tra bằng cách ngưng hoạt động sản xuất, vắng mặt không tiếp đoàn. Trong số 8 doanh nghiệp thanh tra đợt này, đoàn thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ra quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp có nhiều sai phạm với số tiền 45 triệu đồng. Các doanh nghiệp còn lại, đoàn đều có những kiến nghị về những tồn tại, hạn chế, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục. Sau khi các cái đơn vị có báo cáo thực hiện cái kết luận thanh tra, thì chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá cái việc thực hiện kết luận thanh tra của từng doanh nghiệp. Và nếu những cái đơn vị nào mà không thực hiện đầy đủ các cái kiến nghị trong kết luận thanh tra thì chúng tôi sẽ tiến hành thành lập đoàn để đi kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các đơn vị này một lần nữa. Để siết chặt công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp chế biến gỗ, trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động đến các doanh nghiệp và người lao động, tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và ban hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn, kiểm soát các yếu tố có hại, các mối nguy hiểm trong cơ sở sản xuất. Đồng thời, Sở cũng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, sau gần 10 năm làm việc cho liên doanh Việt-Nga Vietso Petro, anh Tạ Văn Thịnh sinh năm 1986 là kỹ sư khoan và sửa giếng, viện nghiên cứu khoa học và thiết kế và các cộng sự đã có 6 sáng kiến mang lại hàng triệu đô la Mỹ cho đơn vị, trong đó có 4 sáng kiến trị giá hơn 3,5 triệu đô la Mỹ.
Trong số này, sáng kiến chế tạo vòng chặn mới cho Moodlight 340 giúp tiết kiệm giảm một cấp ống chống cho giếng khoan thăm dò Miocene của Vietropetro được thịnh tâm đắc nhất. Ngoài việc mang lại giá trị kinh tế cao, sáng kiến này còn khẳng định được bản lĩnh, sức sáng tạo của người thợ trẻ Vietropetro. Đây cũng là sáng kiến đạt giải sáng tạo tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2018. Với những thành tích nổi bật đạt được, Tạ Văn Thịnh là một trong số 8 kỹ sư công nhân trẻ của ngành dầu khí, vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh tại lễ tuyên dương 34 người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 10 năm 2019. Trong ngành dầu khí, khi tiến hành khoan thăm dò, sẽ phải sử dụng tới thiết bị đặc biệt nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn giếng sau thăm dò, đó là Moodlight System. Hiện nay, Liên doanh Việt Nga Vietropetro đang sử dụng loại Moodlight chuẩn trên thế giới. Với loại Moodlight chuẩn này, đáp ứng tốt cho các giếng khoan có đầy đủ các cấp ống chống phi 762mm, phi 508mm, phi 340mm và phi 245mm. Tuy nhiên, ở Vietropetro có nhiều giếng khoan thăm dò khoan và việc sử dụng đầy đủ các cấp ống để phù hợp với thiết bị Moodlight hiện có sẽ gây ra sự lãng phí nhất định. Trong khi đó, việc mua sắm thiết bị này mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến công tác điều hành cũng như tiến độ sản xuất của Vietropetro, nhất là khi có sự thay đổi đột xuất về kế hoạch hoặc thay đổi cấu trúc giếng khoan. Xuất phát từ thực tế này, Tạ Văn Thịnh cùng nhóm cộng sự đã nghiên cứu ra sản phẩm thay thế. Tôi thấy thiết bị chuyên dụng của các công ty sản xuất nước ngoài sản xuất ra thì với thời gian rất là lâu. Ở Vietso khi kế hoạch mua về thì đôi khi là có những sự thay đổi tương đối là gấp gáp. Chính vì vậy là để đảm bảo tiết kiệm về hiệu quả kinh tế thì chúng tôi đã đề xuất ra những cái cấu trúc giếng nhỏ nhất để làm sao mà mang lại hiệu quả kinh tế. Với nỗ lực và quyết tâm cao độ, chỉ sau 2 tuần, Tạ Văn Thịnh và các cộng sự đã nghiên cứu ra sản phẩm thay thế và đưa vào thử nghiệm thành công. Sản phẩm thay thế có ưu điểm như giảm thiết bị Moodlight, giảm thời gian thi công cũng như bảo tồn giếng khoan. Tính đến nay, sáng kiến đã áp dụng thành công ở 2 giếng, mang lại giá trị kinh tế tương đương 65.000 đô la Mỹ. Ngoài việc giảm chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, sáng kiến do Thịnh cùng các cộng sự còn khẳng định tác phong chuyên nghiệp, sự sáng tạo của đội ngũ người thợ trẻ trên các công trình dầu khí. Thì anh Thịnh là một kỹ sư rất trẻ, nhưng mà cái đặc điểm của anh Thịnh ấy, tức là rất là nhiệt tình học hỏi, có gọi tinh thần sáng tạo, phát huy sáng kiến để mà áp dụng vào trong công việc cũng như trong thực tế sản xuất. Vào trong đúng cái một cái môi trường mà được thừa hưởng những cái mà nguồn kiến thức, rồi cái nguồn tài liệu và rất nhiều những cái đàn anh đàn chị, các chú các bác đi trước hướng dẫn tận tình thì thực sự là nó là một cái mà động lực rất là lớn, rồi là một cái môi trường để cho mình phát triển. Đam mê, tận tâm và nỗ lực hết mình là phương châm giúp kỹ sư Tạ Quang Thịnh hoàn thành tốt công việc hàng ngày, nhất là những công việc khó. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ chỉ dẫn của các đồng nghiệp giỏi chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm cũng giúp anh ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và thành công hơn. Ngày mới tiếp tục với những thông tin thế giới nổi bật. Mời quý vị cùng cập nhật. Mỹ yêu cầu Hàn Quốc khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại song phương. Tổng thống Mỹ không dội đạt thỏa thuận với Trung Quốc. Nga cam kết duy trì việc giảm sản lượng dầu mỏ. EVFTA là cơ hội để thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam Cộng hòa Séc. Tuần hành tại Tây Ban Nha ủng hộ kế hoạch chống ô nhiễm. Chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ xây dựng sân chơi phiêu lưu tại Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc gặp giới lãnh đạo các tập đoàn Hàn Quốc vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Seoul khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại song phương, đồng thời kêu gọi các công ty của Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Mỹ. Tại buổi gặp trong khuôn khổ chuyến thăm Seoul, Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh những sửa đổi mới nhất trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước, song cũng tuyên bố rằng cần phải nỗ lực hơn để giảm bớt những gì mà ông gọi là thương mại mất cân bằng.
Lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đều có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi rất cảm kích. Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ lớn trong chính sách khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại và mang lại sự thịnh vượng mới cho cả hai quốc gia. Trước đó, theo yêu cầu của Mỹ, Washington và Seoul đã bắt đầu đàm phán vào năm ngoái để tìm cách sửa đổi thỏa thuận ban đầu có hiệu lực từ năm 2012. Theo thỏa thuận mới, Mỹ có thể gia hạn mức thuế 25% đối với xe bán tải nhập khẩu từ Hàn Quốc thêm 20 năm đến năm 2041. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng tăng gấp đôi hạn ngạch 25.000 xe hơi nhập khẩu từ Mỹ và không yêu cầu tuân thủ các quy định của ngành sản xuất trong nước. Ông Trump khẳng định, chúng ta phải thận trọng và đảm bảo tiếp tục tiến tới một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn và giảm hơn nữa thâm hụt thương mại. Mặc dù cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang lại kết quả tốt đẹp hơn nhiều so với kỳ vọng, song Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không vội đạt thỏa thuận với Bắc Kinh. Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra vào hôm qua sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Osaka của Nhật Bản. Viết trên trang Twitter cá nhân, khi đề cập đến những cuộc đối thoại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ cho biết chẳng vội vàng gì, nhưng mọi việc có vẻ rất tốt đẹp. Theo ông Trump, chất lượng giao dịch quan trọng hơn nhiều so với tốc độ. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông sẽ không tăng thuế đối với Trung Quốc. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh được trông đợi bên lề G20, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số kết quả cụ thể, tạm đình chiến thương mại và nối lại đàm phán. Đàm phán trở lại đúng hướng là cụm từ Tổng thống Trump đã nhấn mạnh sau cuộc gặp thượng đỉnh này. Bất chấp những kết quả tích cực đạt được sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, một số chuyên gia kinh tế nhận định rằng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới chỉ tạm dịu bớt và những bất đồng sẽ khó có thể giải quyết được trong một thời gian ngắn. Một số nhà phân tích cho rằng việc Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận ngừng chiến sẽ chỉ giúp thúc đẩy các thị trường trong thời điểm hiện tại, khiến cổ phiếu và tài sản rủi ro khác có được một đợt tăng ngắn. Tuy nhiên, triển vọng lâu dài sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận sẽ đạt được và mức độ ảnh hưởng của nó tới tỷ lệ lãi suất. Theo chuyên gia Quinn Plemo Santarus từ Phòng Thương mại Trung Quốc Argentina, kết quả tốt nhất sẽ là hai bên tìm ra được một cách thức hợp tác và giải quyết những vấn đề chính gây ảnh hưởng tới hai nước, cũng như phần còn lại của thế giới, trong đó có biến đổi khí hậu, phổ biến vũ khí hạt nhân và tăng cường quyền và sự tự do. Cũng tại hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nhật Bản, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được thống nhất với nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất OPEC là Ả Rập Xê Út về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng để đảm bảo cân bằng thị trường. Cam kết trên đạt được sau khi nhà lãnh đạo Nga có cuộc gặp với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Putin cho biết hai bên đã nhất trí gia hạn 6 tháng thỏa thuận với tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ về giảm sản lượng. Chúng tôi ủng hộ việc gia hạn về giảm sản lượng khai thác dầu mỏ. Hiện chưa rõ về khoảng thời gian sẽ được gia hạn, nhưng có thể sẽ là 9 tháng. Dự kiến OPEC và các nước ngoài khối, trong đó có Nga, sẽ nhóm họp trong ngày 1 và ngày 2 tháng 7. Để thảo luận về thỏa thuận cắt giảm 1,2 triệu thùng một ngày, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6. Tháng 9 năm 2018, các nước OPEC đã nhất trí giảm sản lượng 1,2 triệu thùng một ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo đó, các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới sẽ đưa ra thị trường khoảng 32,5 đến 33 triệu thùng một ngày để giữ cân bằng thị trường, cũng như hạn chế việc giá dầu mỏ xuống thấp. Thỏa thuận đã giúp giá dầu tăng từ mức $40 một thùng vào cuối năm 2018 lên khoảng $70 một thùng hiện nay. Thưa quý vị, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cộng hòa Séc, dư luận Séc nói riêng và EU nói chung đều ủng hộ việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA giữa Liên minh châu Âu-EU và Việt Nam. Hai hiệp định này sau khi được ký kết kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam với EU, trong đó có Cộng hòa Séc. Các chuyên gia kinh tế Séc nhận định EVFTA sẽ mang lại cơ hội to lớn để Việt Nam và Cộng hòa Séc thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế thương mại song phương. Một trong những lợi ích lớn nhất của EVFTA là việc xóa bỏ 99% các loại thuế quan, giúp tiết kiệm chi phí cho các nhà xuất khẩu cũng như các nhà nhập khẩu của Việt Nam, Séc và EU.
đặc biệt EVFTA là hình mẫu lý tưởng của Hiệp định Thương mại Tự do mà EU đàm phán ký kết với một nước đang phát triển và có thể là hình mẫu cho việc đàm phán FTA giữa EU với các nước ASEAN khác như Indonesia. Hiệp định EVFTA sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa EU và Việt Nam. Riêng với Cộng hòa Séc và Việt Nam, do hai nước vốn thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu đời khá vững chắc, nên mọi hiệp định có hiệu lực, nó sẽ mang đến thêm nhiều lợi ích cho cả hai đất nước. Cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU được ký kết và đi vào thực hiện, thì nó sẽ là một cái điều kiện rất là thuận lợi và rất là mới cho cả doanh nghiệp của hai nước Việt Nam cũng như là Cộng hòa Séc nói riêng và của châu Âu nói chung. Bởi vì theo cam kết của cái hiệp định này thì tất cả các dòng thuế gần như đã được trở về không, và điều đó có nghĩa rằng các sản phẩm của Việt Nam, trong đó đặc biệt là hàng hóa nông sản, thủy sản, hải sản, có điều kiện cơ hội để tiếp cận với lại thị trường của châu Âu. EU nói chung và Séc nói riêng đều chủ trương thúc đẩy tự do hóa thương mại đa phương, vì EU được hình thành và phát triển trên cơ sở liên kết và tự do hóa thương mại. Việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam đánh dấu một mốc mới trong phát triển quan hệ song phương, với kỳ vọng là kim ngạch thương mại hai chiều sẽ vượt xa con số 50 tỷ đô la một năm như hiện nay, và hàng hóa chất lượng cao của châu Âu sẽ đến với thị trường hơn 97 triệu dân của Việt Nam. Đây là cơ hội và cũng là thách thức để hai bên cùng tích cực tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện đối với mục đích phát triển vì lợi ích chung. Cộng hòa Séc là cầu nối quan trọng để hàng hóa Việt Nam vào Trung và Đông Âu nói riêng, ở châu Âu nói chung, cũng như là tăng trưởng theo cả hai chiều. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, hàng ngàn người dân ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã đổ xuống đường tuần hành trong dịp cuối tuần để yêu cầu tân thị trưởng thành phố không hủy bỏ các biện pháp hạn chế hoạt động giao thông tại trung tâm thành phố được triển khai hồi năm ngoái nhằm cải thiện chất lượng không khí. Những người biểu tình mang biểu ngữ ít ô tô, không khí sạch hơn hay chính quyền thành phố làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn đã tuần hành qua khu vực trung tâm thủ đô dưới nắng nóng gay gắt đầu hè lên tới 40 độ. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, chính quyền thành phố Madrid đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chống tình trạng ô nhiễm trong thành phố. Trong đó có biện pháp cấm nhiều ô tô đi vào khu vực trung tâm thủ đô và phạt tiền chủ xe nếu đi vào khu vực này. Mới đây, tân thị trưởng thành phố José Luis Martínez Almeida, trong chiến dịch vận động tranh cử, đã đặt ưu tiên hàng đầu là hủy bỏ các hạn chế trên với lý do không giúp làm giảm ô nhiễm không khí, mà chỉ gây phiền toái cho người dân sinh sống tại khu vực này. Trong khi đó, nhóm hoạt động môi trường cho biết mức độ ô nhiễm nitơ dioxide NO2 trong tháng 5 năm 2019 tại Madrid giảm hơn so với mức của năm 2018 tại tất cả các trạm đo đạc trong thành phố. Trong những quốc gia phát triển mô hình sân chơi phiêu lưu thì Nhật Bản là nước thành công nhất khi có tới 400 trên tổng số khoảng 1.000 sân chơi phiêu lưu trên toàn thế giới. Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoạt động sân chơi phiêu lưu, các chuyên gia đến từ Nhật Bản còn mong muốn trẻ em Việt Nam sẽ có thật nhiều sân chơi bổ ích. Thông tin này sẽ khép lại bản tin Thế giới 360 độ sáng nay. Sân chơi phiêu lưu được phát triển tại Nhật từ năm 1975. Và đã chứng minh được tính hiệu quả của nó với trẻ em nước này. Rất nhiều sân chơi đã được hình thành từ sự hỗ trợ của các tổ chức và cộng đồng để trẻ em được chơi đúng nghĩa. Những thử nghiệm tuổi ấu thơ là cần thiết cho sự phát triển của các em, cả về sức khỏe, tâm trí và cảm xúc. Việc tiếp xúc với các rủi ro được kiểm soát từ khi còn bé sẽ giúp các em đối diện với tuổi trưởng thành một cách bình thản, mạnh mẽ và tự chủ hơn. Cùng với các bậc cha mẹ thì các công nhân chơi Play Poker luôn có mặt tại sân chơi phiêu lưu để trò chuyện, lắng nghe các em và cảnh báo rủi ro, đảm bảo không em nào gặp phải tổn thương hoặc nguy hiểm đáng lo ngại trong khi vui chơi. Hiện các chuyên gia Nhật Bản đã dừng chuyển giao nhiệm vụ này cho cộng đồng để duy trì hoạt động của sân chơi. Tôi là cán bộ phụ trách công việc lắp đặt cơ sở vật chất, sân chơi và hỗ trợ các cháu nhỏ sử dụng các thiết bị vui chơi này. Sau thành công của mô hình sân chơi phiêu lưu đầu tiên này, các chuyên gia Nhật Bản dự kiến sẽ cùng các tổ chức xã hội và cộng đồng hỗ trợ thực hiện sân chơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chuyển tải đến quý vị những thông tin hữu ích, phóng viên thời sự đã cập nhật những vấn đề sự kiện được báo chí tập trung giới thiệu phản ánh.
Thưa quý vị, chính phủ đang tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Theo lý giải của các chuyên gia kinh tế, thì ban đầu tham nhũng vặt bắt nguồn từ thu nhập thấp, đời sống khó khăn của các cán bộ, công chức. Do đó họ hay hạch sách nhũng nhiễu để được quà cáp và biếu xén. Tham nhũng vặt dần dà đã trở thành nguồn thu nhập ngoài lương thường xuyên và cao gấp nhiều lần thu nhập chính. Nhũng nhiễu, trì hoãn, vòi vĩnh hay là hạch sách trở thành đặc tính cố hữu trong công vụ của nhiều cán bộ công chức thoái hóa ở nhiều cấp, nhiều địa phương. Liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi Trẻ có bài viết chống tham nhũng vặt, người đứng đầu phải có dũng khí. Theo phân tích trong bài viết, tham nhũng vặt giờ đây không còn vặt nữa bởi nó tác hại không kém gì tham nhũng to. Nếu tính gộp thì số lượng tiền bẩn rất lớn, chưa kể tác hại nhiều chiều khác như tổn hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây mất niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp, làm cho pháp luật bị méo mó, bị lờn thuốc. Chính vì vậy, việc chống tham nhũng vặt cực khó. Một nguyên tắc đầu tiên là mọi cán bộ công chức phải có thu nhập đủ sống. Song song với việc đó, phải chấm dứt mọi hành vi tham nhũng tiêu cực trong thi cử, tuyển dụng, bổ nhiệm và quản lý nhân sự. Đồng thời phải kiểm soát nội bộ một cách chặt chẽ, phát hiện và tuyên chuyển ngay lập tức hay sa thải những công bộc thoái hóa biến chất, kiên trì thanh lọc bộ máy. Để làm được điều này, vai trò người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Thưa quý vị, sau gần 10 năm khởi động và gần 8 năm chính thức đàm phán, Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức được ký kết. Dù phạm vi điều chỉnh không lớn, nhưng chính những điều khoản cụ thể từ hai hiệp định này mang lại nhiều lợi ích dài hạn cho Việt Nam. Theo thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên, sau khi Hiệp định Thương mại Tự do có hiệu lực, Liên minh châu Âu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU, trong khi hiện tại con số này chỉ có 42%. Và sau 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Gần 100% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau lộ trình ngắn. Đây cũng là mức cam kết cao nhất mà một thị trường dành cho Việt Nam. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hiệp định Thương mại Tự do sẽ giúp cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020 và tiếp tục tăng thêm 44% vào năm 2030 so với hiện tại. Trong khi Đông Nam Bộ liên tục xuất hiện những cơn mưa vàng giải nhiệt, ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ thì đợt nắng nóng kỷ lục vượt ngưỡng 44 độ C vẫn kéo dài, khiến sức khỏe sinh hoạt và công việc của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Liên quan đến vấn đề này, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài phản ánh đảo lộn vì nắng nóng. Từ 9 giờ sáng kéo dài đến 17 giờ hàng ngày, người dân ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ ở trong nhà không khác gì lò lửa. Vật dụng xung quanh nóng phừng phừng, ruộng đồng nứt nẻ, cây trồng bắt đầu chết cháy. Người lao động ngoài trời ở nông thôn phải thức từ 4 giờ sáng để đi làm sớm đến 9 giờ thì phải nghỉ và từ 14 giờ đến 18 giờ hoặc buổi tối để tránh nóng. Trong khi dịch tả heo châu Phi đang hoành hành tại 60 tỉnh thành trong cả nước và chưa có biện pháp khắc phục, thì mới đây tại tỉnh Thái Bình, cơ quan chức năng vừa phát hiện một đàn vịt bị mắc cúm AH5N6. Điều đáng lo ngại là bệnh này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế trên đàn gia cầm mà còn lây lan sang người và có thể dẫn đến tử vong. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Bình, trên địa bàn huyện Thái Thụy vừa xuất hiện một ổ dịch cúm AH5N6. Ngay khi phát hiện ổ dịch, các ngành chức năng tỉnh này đã phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy hơn 1.000 con vịt. Thông tin này được đăng tải trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cúm gia cầm H5N6 là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus tiếp A H5N6 gây ra. Bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh và làm chết hàng loạt gia cầm ở nhiều loài khác nhau như là gà, vịt, ngan hoặc là chim cút, gây thiệt hại về kinh tế nghiêm trọng cho người chăn nuôi. Đặc biệt, bệnh cúm gia cầm H5N6 có thể lây sang người và không loại trừ khả năng gây tử vong. Do đó, người dân nên hạn chế tiếp xúc với gia cầm ốm, chết và chất thải từ gia cầm, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, chỉ sử dụng thịt và các sản phẩm từ gia cầm rõ nguồn gốc và được nấu chín kỹ.
Việt Nam là một trong số các quốc gia được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, gỗ và các sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam được dự báo là sẽ tiếp tục tăng nhanh về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Nguyên nhân là các nhà nhập khẩu Mỹ đang dịch chuyển đơn hàng tới các nước ngoài Trung Quốc để tránh mức thuế áp đặt lên các sản phẩm gỗ và đồ gỗ. Đây là cơ hội rất lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về gian lận xuất xứ từ Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ. Từ đầu năm 2019 đến nay, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm đồ gỗ của cả nước đạt 4,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ tiếp tục là thị trường số 1 khi chiếm đến 45,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Đồng thời, ngày càng có nhiều đơn hàng chuyển dịch từ Trung Quốc về Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ. Cái đơn hàng từ Trung Quốc giờ nó cũng chuyển dịch sang Việt Nam khá nhiều. Và nó cũng dẫn đến là các cái số lượng cũng tăng lên. Theo thống kê, dòng vốn FDI đầu tư vào ngành gỗ thời gian qua cũng tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt là dòng vốn đầu tư Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô vốn trung bình cho một dự án chỉ đạt khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, các dự án đầu tư FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam thời gian qua có thể là chiến lược của nước này nhằm né thuế xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Cũng theo đơn vị này, hiện Mỹ đang mở cuộc điều tra vào 5 công ty của nước này nhập khẩu gián ép từ Trung Quốc với xuất xứ từ Việt Nam. Con số xuất khẩu của mình nó phản ánh lên cái sự lớn mạnh của ngành công nghiệp gỗ trong đất nước mình, và đặc biệt là nó phục vụ cho cái vấn đề là xã hội cũng như là vấn đề kinh tế của Việt Nam. Nhưng mà nếu mà chỉ là những cái sản phẩm giống như là nó trá hình thì đương nhiên nó không có lợi gì cho kinh tế Việt Nam cả, mà lại đồng thời nó có thể tạo ra một cái ảnh hưởng xấu trong cái con mắt của những nhà nhập khẩu Hoa Kỳ hoặc chính phủ Hoa Kỳ. Cái mà chúng ta cần phải thấy rõ là trong cơ hội thì luôn luôn có cái rủi ro. Mà một trong những cái rủi ro lớn nhất đó là cái việc quá cảnh qua Việt Nam để lấy xuất xứ, xuất hàng đi Mỹ. Thì đó là cái điều mà chúng tôi ở trong cái lĩnh vực này chúng tôi lo lắng nhất. Một số doanh nghiệp trong nước đã phản ánh về tình trạng gian lận xuất xứ gỗ để xuất khẩu sang Mỹ. Nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín xuất khẩu của Việt Nam. Để ngăn chặn cảnh báo, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các địa phương đi kiểm tra thực tế, đồng thời đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có các biện pháp ngăn chặn. Chúng tôi cũng đã có một cái báo cáo kết quả kiểm tra và đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong đó Bộ Công Thương là chủ trì, sẽ kiểm soát chặt chẽ cái xuất xứ hàng hóa để làm sao không ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam. Năm 2019, ngành chế biến gỗ và lâm sản đạt mục tiêu xuất khẩu 10,5 tỷ đô la Mỹ. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang giúp Việt Nam tăng gia kim ngạch xuất khẩu, nhưng cũng đang xen không ít những rủi ro nếu không kiểm soát tốt về đầu tư FDI, nguồn nguyên liệu đầu vào và các sản phẩm xuất khẩu. Đây cũng là kiến nghị của các doanh nghiệp gửi tới chính phủ để bảo vệ sự phát triển cho ngành chế biến gỗ. Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan kiểm soát chặt một mặt hàng của Trung Quốc mà đang có thông tin bị phía Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ điều tra. Bởi mặt hàng này có kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Hồi giữa tháng 5, thì Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cũng đã ký văn bản gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, nêu rõ rằng Hoa Kỳ đã nâng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời dự kiến sẽ áp thuế nhập khẩu bổ sung cho khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nữa từ Trung Quốc vào Mỹ. Trước những diễn biến được cho là phức tạp này, thì Bộ Công Thương đề nghị VCCI kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ cấp CO cho hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, đặc biệt là các mặt hàng liệt kê tại một danh mục được Bộ Công Thương gửi kèm. Lưu ý các doanh nghiệp có lượng xuất khẩu sang Mỹ tăng đột biến, nhất là các doanh nghiệp từ trước tới nay chưa hoặc ít khi xin cấp CO cho hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ. Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia nhận định, nếu không kiểm soát tốt xuất xứ hàng hóa, thì phía Mỹ có thể tăng cường những biện pháp kiểm soát phi thuế quan với hàng xuất xứ Việt Nam, tức là nâng tầm giám sát phi thuế quan của cửa khẩu phía Mỹ lại. Điều này làm tăng chi phí của doanh nghiệp khi xuất khẩu vào Mỹ.
Ông Nguyễn Đức Mạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn luật Bixling thì cho rằng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thì doanh nghiệp Trung Quốc không xuất được trực tiếp thì có khả năng là qua kênh Việt Nam và một số nước để tuồn hàng vào Mỹ. Nếu doanh nghiệp Việt Nam vì lợi nhuận đánh mất lòng tự tôn dân tộc làm việc đó thì rất nguy hiểm cho Việt Nam. Khi các cơ quan của Mỹ áp dụng biện pháp kiểm soát thì chính doanh nghiệp Việt Nam bị thiệt hại, bao gồm cả những doanh nghiệp chân chính nữa. Thưa quý vị, theo luật căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước công dân 12 số. Đây là giấy tờ tùy thân thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay thì nhiều người dân gặp vướng mắc khi làm thẻ căn cước công dân. Do trước đây trong sổ hộ khẩu không yêu cầu ghi đầy đủ thông tin về ngày tháng sinh, cho nên là nhiều trường hợp mà sổ hộ khẩu ghi tháng sinh hoặc là năm sinh hoặc là chỉ ghi năm sinh thôi. Theo quy định hiện hành thì những thông tin như là ngày tháng năm sinh trong sổ hộ khẩu là căn cứ để cấp thẻ căn cước công dân. Do vậy, tất cả trường hợp thiếu thông tin đều phải điều chỉnh, bổ sung vào sổ hộ khẩu mới được cấp thẻ căn cước công dân. Thực tế thì người dân vẫn còn lúng túng trong những trường hợp bị thiếu thông tin về ngày, tháng sinh, dẫn đến mất thời gian và đi lại khi mà làm thủ tục đổi hoặc cấp mới căn cước công dân. Để giúp quý vị không bị động cũng như là không tốn nhiều thời gian khi làm căn cước công dân, trong chương trình ngày mới hôm nay, Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ hướng dẫn, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi có thể chia sẻ với khán giả một số trường hợp như thế này. Thứ nhất là công dân mà trong hộ khẩu không có ngày tháng, trong chứng minh nhân dân không có ngày tháng và mất giấy khai sinh, thì trường hợp này công dân có thể đến liên hệ với lại bộ phận giải quyết đăng ký quản lý cư trú ở nơi mình cư trú để người ta tra cứu trong hồ sơ tàng thư. Nếu trong hồ sơ tàng thư có được ngày tháng năm sinh thì người ta sẽ điều chỉnh trong sổ hộ khẩu cho công dân và công dân sẽ có ngày tháng năm sinh nhật đến để làm căn cước công dân. Trong trường hợp mà công dân có giấy, có chứng minh nhân dân có ngày tháng năm sinh và trong hộ khẩu và khai sinh thì không có ngày tháng năm sinh, trường hợp này thì theo luật cư trú thì không có hướng dẫn về vấn đề được cấp căn cước công dân, nhưng vận dụng vào cái điều kiện hiện nay và theo chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh thì chúng tôi vẫn có thể xem xét vận dụng vẫn cấp căn cước công dân cho nhân dân theo cái ngày tháng năm sinh mà chứng minh nhân dân cũ đã có. Trong trường hợp này thì hộ khẩu và chứng minh nhân dân và giấy khai sinh không có ngày tháng năm sinh mà cái giấy đăng ký kết hôn này có ngày tháng năm sinh, thì trường hợp này chúng tôi có thể nghiên cứu vận dụng theo cái khoản 3 điều 4 nghị định 137 về công tác thực thi. Nếu chúng ta trong hộ khẩu và trong chứng minh nhân dân cũ hoặc giấy khai sinh mà chúng ta không có ngày tháng năm sinh mà có thể có trong cái giấy kết hôn chúng ta có ngày tháng năm sinh, thì chúng ta sẽ có thể vận dụng vào khoản 3 điều 4 nghị định 137 thì ta thu thập thông tin từ hộ tịch, thì thu thập từ hộ tịch là từ giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn, thì có nghĩa là giấy đăng ký kết hôn là một dạng giấy của hộ tịch, thì chúng ta lấy cái ngày tháng năm sinh từ cái hộ tịch đó, ta xác định được ngày tháng năm sinh cho công dân và ta lấy cái ngày đó ta chỉnh sửa hộ khẩu, sau đó ta làm căn cước công dân. Cuối cùng, nếu như trong hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khai sinh chúng ta không có ngày tháng năm sinh và không có cách nào được thu thập được và giải quyết được vấn đề này thì chúng ta phải điều chỉnh bằng hộ tịch. Và theo như khoản 4 điều 27
điều 27 nghị định 123 về hộ tịch và hướng dẫn tài khoản 2 điều 22 nghị thông tư 15 của hộ tịch hướng dẫn công dân hướng dẫn lấy ngày đầu tháng hoặc lấy ngày tháng đầu năm của cái năm sinh đó để làm hộ tịch. Sau khi công dân lấy được ngày đó, ngày tháng năm, ngày tháng và năm của năm sinh đó làm hộ tịch, làm giấy khai sinh. Sau khi làm giấy khai sinh ở cấp xã phường thị trấn xong thì lên làm chỉnh sửa hộ khẩu và đi làm căn cước công dân. Hy vọng quý vị đã kịp ghi nhớ những thông tin hướng dẫn do Thượng tá Đinh Văn Bình vừa chia sẻ. Nếu chưa kịp ghi nhớ thì quý vị có thể xem lại trên website của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh brt.vn. Trong bản tin thị trường hôm nay, mời quý vị cùng điểm lại giá một số mặt hàng trong lĩnh vực nông nghiệp. Mở đầu là thông tin về giá gạo trên thị trường. Giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng do nhu cầu nhập khẩu hạn chế cùng với lo ngại về nguồn cung vụ hè thu chất lượng không cao. Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá lúa IR50404 vụ hè thu giảm từ 200 đồng đến 600 đồng một ký xuống còn 4.050 đồng một ký. Lúa OM4218 giảm 200 đồng một ký xuống còn 5.400 đến 5.600 đồng một ký. Lúa OM6976 ở mức 5.500 đến 5.600 đồng một ký. Lúa Jasmine giảm 200 đồng một ký xuống còn 5.900 đến 6.000 đồng một ký. Dự báo giá lúa gạo trong nước tiếp tục giảm do nhu cầu tiêu thụ yếu, chất lượng lúa hè thu kém nên không thu hút khách hàng. Cũng tại thị trường đồng bằng sông Cửu Long thì giá bán buôn cá tra nguyên liệu tiếp tục có xu hướng giảm khoảng 2.000 đồng một ký so với tháng trước. Hiện giá cá nguyên liệu đang ở mức 22.000 đến 23.000 đồng một ký đối với cá tra loại 1, trong khi giá thu mua chỉ khoảng là 20.000 đến 21.000 đồng một ký. Lượng mua của các doanh nghiệp ở mức thấp chủ yếu mua cá ao nhà và hạn chế mua ngoài. Nhìn chung thị trường cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu năm 2019 có xu hướng suy yếu dần sau một năm liên tục tăng nóng. Đến thời điểm này, giá đã giảm gần 16.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm 2018 và gần 10.000 đồng một ký so với đầu năm nay, đứng ở mức thấp nhất trong khoảng 2 năm qua. Thanh long, sầu riêng, mít, măng cụt đang giảm giá do vào chính vụ lượng cung tăng lên trong khi nhu cầu không còn lớn. Tại Bình Thuận, giá thanh long đã giảm mạnh. Hiện trái loại 1 bán tại vườn dao động từ 13.000 đến 16.000 đồng một ký, giảm khoảng 15.000 đồng một ký so với nửa tháng trước. Tương tự, măng cụt giá cũng giảm mạnh. Hiện giá bán lẻ tại một số chợ chỉ còn 40.000 đến 60.000 đồng một ký, tùy kích cỡ quả, giảm một nửa so với cách đây một tháng. Nguyên nhân là do trái cây đang vào mùa chín vụ nên lượng cung tăng mạnh kéo theo giá giảm. Ngoài ra, giá mít Thái cũng đang lao dốc, do đây cũng là thời điểm thu hoạch rộ nhiều loại trái cây khác. Hiện giá mít chỉ còn 18.000 đồng một ký loại 1, loại 2 chỉ 10.000 đồng một ký. Giá sầu riêng cũng đang rớt giá nhanh, khi thời điểm này thương lái thu mua tận vườn giá chỉ 32.000 đến 35.000 đồng một ký. Chương trình ngày mới tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết. Mời quý vị cùng cập nhật để chủ động cho công việc trong ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 1 tháng 7, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa to. Trong cơn dông còn kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ban ngày trời nhiều mây, đôi lúc có nắng gián đoạn. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, trường gió Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh, nên trong những ngày tới, mưa rào và dông vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Nền nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có đêm mưa vừa đến mưa to. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh và lốc xoáy, sấm sét, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 83 đến 92%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 độ, độ ẩm tương đối 84%.
Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh. Trên biển gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 7 năm 2019, mực nước cao nhất 330cm xuất hiện lúc 11h30 phút, thấp nhất 100cm xuất hiện lúc 18 giờ. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.